soi kèo bóng đá hôm nay, giữa Man City với Real Madrid diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 8 tháng 8 tại sân Etihad Stadium, Champions League 2019-2020. Kết thúc vòng đấu thứ 38 tại Premier League vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã không ngần ngại hủy diệt Norwich bằng chiến thắng với tỷ số 5-0 và tiễn bước bầy chim Hoàng Yến xuống chơi tại hạng nhất Anh một cách đầy đau đớn. Dẫu cho những trận đấu cuối cùng của Man City không có quá nhiều ý nghĩa khi đã để cho Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng, nhưng The Citizen không hề cho thấy sự buông thả với những trận đấu được xem là thủ tục còn lại, khi liên tục mang về những trận đại thắng, và trong đó có màn hủy diệt tân vương Liverpool đến 4 bàn không gỡ. Qua đó, có thể thấy được khát khao chiến thắng trong mỗi trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Trước đó, tại trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này, Man City đã xuất sắc đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 ngay trên thánh địa Bernabeu. Đến với trận đấu lượt về, Man City sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Real Madrid đến làm khách. Trải qua 6 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ mới để thua duy nhất một trận, còn lại có cho mình đến 5 chiến thắng. Với phong độ vẫn khá tốt như hiện nay, và cùng với đó là điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà, thì chỉ cần họ thi đấu tập trung và không để mắc sai lầm, thì một kết quả từ hòa đến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Cần biết với lợi thế dẫn trước trong trận đấu lượt đi, thì ở trận này Man City chỉ cần một kết quả hòa hoặc để thua với tỷ số tối thiểu 0-1, thì họ cũng sẽ là cái tên được đi tiếp. Đừng quên trong 7 trận sân nhà gần nhất, nửa xanh thành Manchester đã toàn thắng cả 7 trận, và trong đó có đến 6 trận họ giữ sạch lưới. Về phía đội khách, với sự ổn định kể từ khi bóng đá quay trở lại sau đại dịch Covid-19, Real Madrid đã cho thấy sự ổn định hoàn hảo trong từng lối chơi của mình, khi trải qua 11 trận liên tiếp bất bại với 10 chiến thắng, và chỉ để hòa ở vòng đấu cuối cùng. Với thành tích này thì ngôi vị minh chủ tại La Liga mùa này, thuộc về thầy trò huấn luyện viên Zidane là hoàn toàn xứng đáng, bởi không những bầy kền kền cho thấy sức mạnh ở hàng công, mà ngay đến hậu phương cũng vững chắc vô cùng. Cụ thể trong suốt chiều dài của mùa giải, Real Madrid đã ghi cho mình đến 70 bàn thắng, con số này chỉ kém hơn mỗi đại kịch Barcelona, tuy nhiên họ chỉ để lọt lưới chỉ 25 bàn, thành tích này còn vượt mặt cả Atletico Madrid với 27 bàn thua. Việc để thua Man City tại Champions League vẫn chưa phải là thảm họa đối với bầy kền kền, nếu như trung vệ Ramos không phải nhận lấy chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Bước vào chuyến hành quân lần này đến Etihad, rõ ràng với việc vắng mặt trung vệ đội trưởng trong trận cầu bắt buộc phải thắng này, sẽ là thiệt hại vô cùng lớn nên hàng thủ của Real Madrid. Và cũng đừng quên, đã không ít lần Ramos đã giúp cho bầy kền kền mang về những bàn thắng muộn để ấn định chiến thắng chung cuộc. Tính đến thời điểm này, đoàn quân của huấn luyện viên Zidane vẫn đang thấy sự ổn định khi phải thi đấu xa nhà, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Nhưng nhiệm vụ để họ có thể bước tiếp sẽ là một chiến thắng trực tiếp với tỷ số 2-0, hoặc một trận thắng với cách biệt một bàn thắng trở lên, và trong đó Real Madrid phải ghi ít nhất từ 2 bàn. Tất nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đừng quên trong 2 lần đến làm khách trước Man City ở 2 kỳ Champions League gần nhất, thì họ chỉ có kết quả hòa ra về. Dự đoán kết quả Man City với Real Madrid. Chọn kèo châu Á, Man City chấp nửa 1. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 3 trái 3 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.